Đây 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 đây. Tao chờ mày từ rất lâu rồi. Ê, cái này cái gì vậy? Yeah, hạ được một mạng rồi. Làm Vivo Y53 đi ạ. Ồ. Thì gần đây cũng nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu ở trên TikTok nè, trên YouTube, hoặc là mấy bạn có gửi qua mail á, là nhờ tôi làm thử con Vivo Y53. Thì bây giờ mình hãy cùng xem với cái mức giá là tầm từ 7 đến 800 ngàn, Vivo 53 nó có thực sự là một cái sự lựa chọn tuyệt vời không nha. Bắt đầu. Nè bạn ơi, để nhận được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi á, thì bạn ấn vào cái phần tiêu đề của video, sau đó kéo xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy là link tặng sản phẩm. Cái đường link này cũng có ở dưới cái phần bình luận đầu tiên của video luôn. Thì khi mấy bạn nhấp vô đó mà mấy bạn thấy nó như vậy, tức là sản phẩm nó chưa được mở khóa, mà còn nó xuất hiện như vậy thì sản phẩm nó được mở khóa rồi. Chần chờ gì nữa, nhanh tay ấn vào cái nút mua ngay. Tôi có thể mở khóa sản phẩm bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng trong thời gian không quá 3 ngày tính từ ngày video phát hành. Tôi có thể mở khóa là sáng nè, trưa, chiều, tối, hoặc là ngay cả khi video vừa phát hành. Cho nên các bạn mình phải nỗ lực và cố gắng để săn được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi nha. Mỗi video thì chỉ có một sản phẩm mà thôi, hãy cố gắng và nỗ lực nha. Chỉ có nỗ lực bỏ thời gian ra để săn sản phẩm thì mới có cơ hội nhận được những cái sản phẩm miễn phí từ kênh mà thôi. Ok, bắt đầu nha. Hola, mến chào mừng mấy đồng chí thân yêu. Mình đã cùng nhau quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube Review và Tặng Lại, kênh YouTube chuyên review sản phẩm và tặng lại miễn phí toàn bộ sản phẩm sau khi review. Thì cái sản phẩm mà tôi đem đến ngày hôm nay đó chính là một cái chiếc điện thoại Vivo Y53 với giá là 790 ngàn ở trên Shopee. Và cái đơn hàng này được giao bởi cái đơn vị là giao hàng tiết kiệm. Cái mã nhận đơn nè, cũng như là tất cả những cái thông tin thì đã được tôi che lợi rồi. Bây giờ trước khi mà khui hộp cái em máy này thì tôi xin chúc mừng các bạn vừa rồi đã may mắn trúng được cái phần quà trong cái video lần trước. Mọi cái thông tin cũng như mã vận đơn thì tôi xin để ở phía trước màn hình cho các bạn tiện theo dõi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái phần mở hộp. Nhanh chóng gọn lẹ, em máy của chúng ta đây rồi. Chúng ta sẽ có cáp sạc kèm theo. Cái bọc bên ngoài nó khá là cũ. Đây chính là em máy của chúng ta. Chúng ta vẫn có được tặng kèm thêm một cái ốp lưng. Và về cái ngoại hình thì chúng ta có thể thấy đây, những cái cạnh viền nó khá là cũ, khá là xước. Camera thì nó cũng xước nốt. Do cái này nó bị tróc ra cho nên cái người chủ shop bắt buộc phải dán lại. Ok đi. Camera bị trầy khá là nhiều. Cái màn hình thì khá là ổn, không có đến nỗi là quá bị trầy đâu. Ok, thì cái mặt trước chúng ta sẽ có là một cái màn hình với cái độ rộng là 5,2 inch, quy nhỏ HD. Phía trên chúng ta sẽ có cụm loa thoại, camera trước và cái cảm biến. Ở phía dưới chúng ta sẽ có ba cái phím điều hướng. Cạnh bên trái chúng ta sẽ có là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Cạnh dưới chúng ta sẽ có là cụm loa ngoài, jack micro USB. Ở đây là một cái mic nè. Cạnh bên chúng ta sẽ có là một cái lẫy để chúng ta cắm sim vô, thay sim. Mặt sau chúng ta sẽ có một cái camera chính, đèn flash, logo của Vivo, một số cái chứng chỉ của nhà mạng, có tem bảo hành. Bây giờ trước khi khởi động em nó lên, tôi sẽ cắm sim vô và sau khi khởi động lên rồi tôi sẽ nhập wifi và tải về những cái app cũng như những cái game mà để chúng ta test trong ngày hôm nay nhé. Chờ một tí xíu. Hố le, tôi đã quay trở lại rồi. Đây thì chiếc máy của chúng ta nó nhận sim ngon lành. Thì cái khe chọc sim này nè, nó bao gồm hai khe nano sim và một khe để cắm thẻ nhớ, rất là đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ về cái giao diện này, mấy bạn thấy không? Nhất là cái logo cài đặt đây, bi trang của iPhone luôn nậu ơi. Ok, giờ mình sẽ tiến qua cái phần cài đặt nè. Thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy chạy trên cái phiên bản Android là 6.0.1 với cái giao diện Full Touch OS của Vivo. Và đây chính là những cái game và những cái app tôi đã tải rồi. Bây giờ trước tiên mình sẽ tiến đến cái phần camera cho mấy bạn xem. Đây, như lúc đầu có nói á, là do cái camera của máy nó bị trầy rất là nhiều, thành ra cái chất lượng của nó cực kỳ tệ, nó bị mờ nè mấy bạn. Đây, chiếc máy này chúng ta muốn chụp hình ok thì chúng ta phải thay cái mặt kính camera này nha. Nó bị mờ cực kỳ luôn. Camera trước thì nó khá là ổn. Yeah, camera trước ổn, camera sau quá là mờ luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến CPU Z. Một chiếc máy này nó chạy là con chip Snapdragon 425. Chúng ta sẽ có là 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong nè. Cái dung lượng pin trên máy này là 2730mAh. Ok, và cái ứng dụng tiếp theo đó chính là Facebook. Cái tay tôi hiện tại nó rất là có nhiều mồ hôi luôn. Nhưng mà cái màn hình cảm ứng của máy này phải gọi nó cũng rất là ok luôn mấy bạn ơi. Riêng về cái con chip Snap 425, tuy là nó đã ra mắt được rất lâu, nhưng mà các bạn cũng có thể nhìn thấy nè, rất là mượt. Phải gọi là mượt của chóp luôn á, đỉnh của chóp luôn á. Chúng ta sẽ tiến đến với YouTube, mở cái video mới nhất xem nào. Với cái độ phân giải là QHD trên cái màn hình 5,2 inch thì chúng ta có thể nhận thấy được một cái sự rổ nó cũng khá là nhiều luôn á mấy bạn ơi.
Tuy nhiên về cái phần góc nhìn thì nó rất là ổn, không có đến nỗi là quá bị mờ khi mà chúng ta di chuyển như thế này. Tại vì đây là cái ánh đèn trực tiếp nè, nhưng mà theo như cái con mắt của tôi nhìn á, rất là ok. Mặc dù cái độ phân giải nó không có cao cho lắm, những cái điểm ảnh thì mình có thể nhận thấy dễ dàng. Về cái phần loa thì nghe rất là ngon, rất là tốt, quá là ok luôn á. Ngon. Ok, bây giờ mình sẽ tiến đến với cái tựa game đầu tiên, đó chính là Liên Quân Mobile. Vô game quý vị ơi, thì để mang lại một cái trải nghiệm tốt nhất thì tôi đã đặt cái em máy này ở cái mức đồ họa là thấp nhất, di chuyển rất là mượt. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu thôi nào. Kẻ thù đâu rồi? Hãy bước ra đây mau. Ủa, sao không thấy ai trơn vậy cà? Đây. Tao chờ mày từ rất lâu rồi. Mày hả mày? Yeah! Đi ngủ đi con. Mày, tao cho mày đi đáy luôn. Mày hả mày? Đây, tôi mới thấy bóng ai đó nè. Thằng nào muốn mày nữa đúng không? Cái thằng áo tím này. Mày hổ báo với ai? Mày tưởng mày ngon với ai xong phim? Ha. Nữa nè. Xong phim. Ha. Mày. Đó mấy bạn thấy không? Những cái pha mình combat tuyệt chiêu nó căng cực như vậy á thì nó xảy ra một cái hiện tượng cựng nhẹ. Ok. Rồi hen, bây giờ tôi sẽ thoát ra và mình sẽ tiến đến với cái tựa game tiếp theo luôn. Tắt hết đứng dùng chạy nền. Cái tựa game tiếp theo đó chính là Free Fire. Come on anh em, vô game rồi, giờ mình sẽ tiến hành nhảy vô. Ok, nhiệm vụ chúng ta là sẽ đi loot đồ một cách thật là nhanh chóng. Và trước tiên chúng ta phải đáp xuống và tìm một cái ngôi nhà. Ui, không có căn nhà nào hết trơn vậy. Ê, cái gì đây? Cái gì chớp vậy? Cái nó nguy hiểm, hên quá, có đỡ không? Cây mã tấu nè. Này là cái quách và heo gì vậy? Cái... Ê, cái này cái gì vậy? Kỳ vậy? Chết rồi, giờ tôi không biết sao mà để mở cái này ra nữa. Ủa, đeo cái này mà cũng bị bắn nè. Bữa vậy. Ê, chạy. Có súng không anh em ơi? Ê. Rồi, mày no mày với tao rồi, cái này phải cây súng không? Ủa? Cái súng đâu rồi? Không có súng sao bắn cho nó. Tao nói thật sự tao phải bắn cho mày mới được. Không thể để như thế này. Đó, giờ ngon lành rồi đó. Giờ VIP bờ lên rồi. Và cái máy nãy giờ khi chúng ta chơi hai tựa game nó cũng chả có nóng gì. Rất là mát. Mỗi tội là cái tay của tôi ấy, nó ra mồ hôi rất là nhiều, hình ra cầm rất là rít. Xong. Ok. Chúng ta đã hoàn thành hai mạng rồi, bây giờ tôi sẽ thoát ra và chúng ta sẽ tiến đến với cái tựa game cuối cùng, đó chính là PUBG Mobile. Ok, vô game luôn mấy bạn ơi. Thì cũng như những cái tựa game vừa rồi, tôi cũng đặt ở cái mức cấu hình là thấp nhất. Dạ. Để chúng ta chiến được nó ok hơn. Đây là một cái map rất là hồi hộp. Yeah, hạ được một mạng rồi. May quá. Hai mạng. Ok, 2 đến đổi 1 không sao. Những cái pha di chuyển của chúng ta nó không có bị lắc nè mấy bạn. Ê, no. Rất là hồi hộp. Nó nhanh hơn tôi nữa. Rung tay quá đi. Bây giờ mình phải tập trung chơi game cái đã, mình không nên bình luận nhiều. Chưa kịp nói hết câu. Một lần nữa, không được out nha. Oh no. Không ổn rồi, thôi bây giờ tôi sẽ out ra luôn.
Thì mình sẽ tiến đến với cái phần đánh giá chung lại về chiếc máy này. Thì chúng ta sẽ được một cái chiếc máy với một cái màn hình cũng khá, chất lượng thì cũng tạm, tuy không nét nhưng mà cái góc nhìn của nó rất là ổn. Và tuy chúng ta không có một cái thiết bị nó quá xuất sắc về màn hình, tuy nhiên về cái camera của chúng ta thì nó cũng chả có xuất sắc gì, vì nó bị trầy rất là nhiều. Và chúng ta chụp hình á, nó bị rất là mờ luôn các bạn à. Cái camera này nếu mà chúng ta không thay á thì hoàn toàn không thể nào lấy nét và chụp ảnh được. Đây là một cái điểm trừ rất là lớn nha. Cái mặt lưng này á, các bạn nhìn vậy á, chứ thực sự nó được làm từ nhựa 100%, nhưng được thiết kế nguyên khối á. Và cái điểm cộng khi mà chúng ta chơi game là nó không hề nóng. Nãy giờ ba tựa game rồi mà tôi vẫn chưa cảm nhận được như thế nào gọi là nóng các bạn, mặc dù cái thời tiết này rất là nóng ở Sài Gòn, cực kỳ nóng. Thì chúng ta sẽ được một cái loa ngoài nó rất là to, xem phim nè, nghe nhạc rất là ngon. Và cái khả năng chơi game trên cái em máy này nó cũng không quá là tệ đâu mấy bạn à. Mình cũng thể chiến được tất cả các tựa game nặng ở cái mức đồ họa thấp. Như nãy giờ khi mà chúng ta chơi cái hiện tượng giật lắc ở game Liên Quân thì nó có một vài cái khi mà chúng ta combat, nhưng mà nó rất là nhỏ và nó không hề gây ra cảm giác khó chịu gì. Đây là một cái điểm mà tôi chấp nhận được. Ok, và theo như mấy bạn, với cái mức giá là 800.000 thì mấy bạn có bỏ ra để sở hữu cái em máy này hay không, hãy cho tôi biết nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cái phần đóng gói và tặng lại luôn nhé. Hello, đồ đạc và hành trang thì tôi đã có đầy đủ hết trơn rồi, và cái công việc cuối cùng của chúng ta đó chính là đóng gói lại cái em máy này. Tôi không có thời gian mà để sử dụng em nó lâu dài, thành ra cái phần test pin tôi không thể nào đưa ra một cái nhận định chính xác được. Thôi bây giờ mình sẽ tiến đến với phần đóng gói luôn. Oh yeah, rất chi là nhanh chóng mặt thì tôi đã đóng gói hoàn toàn chắc chắn và hoàn chỉnh cái chiếc máy này. Và cái video của chúng ta đến đây nó cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn thấy video hay thì đừng ngần ngại để lại một cái like. Còn cảm thấy video nó không hay thì cho tôi xin một dislike nhé. Và đừng quên cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ vào lúc 20 giờ ngày thứ tư và ngày chủ nhật hàng tuần. Ok, dành cho những cái bạn mà mình sẽ may mắn nhận được những cái sản phẩm từ kênh trong tương lai thì các bạn hãy nhớ, sau khi nhận hàng xong mình phải sử dụng cồn 90 độ để mình vệ sinh cái hộp phía bên ngoài cho nó an toàn nha. Đây là một cái điều phải gọi rất đáng để lưu tâm nhé. Mọi thành quả sẽ được đền đáp nếu mấy bạn nỗ lực. Review cái gì tặng lại cái đó, duy nhất chỉ có review và tặng lại. Bye bye.